mà chả cần nói nó phải chịu. Bà nội chết đấy, có đỡ mẹ được đông nào đâu. Ăn xong cắp đít về và thôi, của ruộng đắp lên bơ. Của ruộng đắp lên, của chim của nội đắp lên bơ, đồi quyền ba đèo lên kia tính mẹ sắm cho. Ông thì vắng mẹ đèo, sắm cho ba đèo đi. Ba đi chua cho nó đông nguyên, cho phấn khởi. Của trước của cô đâu. Không to việc nhớ mà trả ban đứa đất mà quyết hết phải chịu mà chứ mới. Chiếc bánh mà cho Dũng là trước cũng có nở trùng chữa không em chả xảy ra chả mệt chả xảy ra con vào nơi thì mới nó ở riêng ra sao khổ hoài năm nửa mía nằm nuống được cái giống ớt tốt năm được nhà ngói đấy nhìn vẫy trang thì vẫy tay đi thế nào vẫy tay đi nào tay đầu vẫy đi vẫy thế nào vẫy tay đó nhìn nào chả thấy vẫy tay được.